Hiếu thứ hai. Nhưng mà chỉnh sửa là nguyên nhóm chỉnh mà Hiếu thứ hai đòi bị đẩy xuống nước. Vậy là mọi người hiểu lầm negip. Đúng vậy, nhưng mà mình cho thêm nhiều tình tiết tình cảm vô trong đó. Mình vẫn là người ấy. Chính tôi tự kêu mình là Út khờ. Nhưng mà thấy cũng không có khờ lắm. Đúng vậy, khờ ôm khôn. Mình khôn mấy cái không cần thiết thôi, còn mấy cái khôn mà cần thiết á không có. Pháp Kiều đúng không? Pháp Kiều ok là đấy. Dễ thương chị thấy là chị thích chị còn em dâu vậy không? Các thì chị thấy cái các này cũng là bình thường thôi. Thật ra so với văn phòng của thật ra văn phòng của Negip với những người đàn ông khác ở trong chương trình Hành Trình Rực Rỡ thì nói cũng gì? Là cái văn này. Cho nên là văn này thì có cảm giác như là Negip áp dụng với tất cả các người đàn ông mà mối quan hệ xung quanh Negip là trời đều ơi. Nói chuyện với văn này. Chắc bồi Tấn Tài đối xử với tôi quá tệ bạc. Cho nên là tôi chỉ muốn trả thù thôi. Ủa vậy sao chị không thấy Tấn Tài làm vậy với mọi người luôn đi? Tấn Tài còn làm vậy với chị nữa. Thật là bụng binh quá đi. Không, chị chỉ là mình vôi thôi, chị chỉ là một nữ phụ mờ nhạt ở trong bộ ngôn tình nào đấy. Chứ thật sự là chị không phải là nhân vật chính. Nghe nói là cái mối quan hệ giữa Hiếu thứ hai, Negip và Hurricane khá khó nói. Khó nói hả? Đâu khó nói lắm đâu, chúng tôi chỉ là những người anh em mà thôi. Thì đâu, thì mình dễ bày đi. Negip đi, nhìn nó kiểu baby hết. Thật là nội tâm của em là một đứa con nít. Negip là nội tâm của em. Nói chứ thật ra đâu có gì mà khó nói đâu. Negip nghĩ tất cả chỉ là một cái bình minh tình cảm thôi. Thì ai được thì được, yêu ông mấy. Nhưng mà cái bụng binh nó mới bổ sung thêm hai cái tên nữa là Isaac và Lady Bảo Lạc. Trời đất. Cái bụng binh đó có hai cái tên nó làm cho mọi thứ nó bị trục trặc nhiều hơn nữa. Nó rất là khó khăn hơn cho Negip. Negip nghĩ là bây giờ Negip cũng chỉ là người bên đường nhìn qua thôi. Negip hết hết tên, hết vị trí trong cái mối quan hệ này rồi. Dạ. Nhưng mà nếu để dùng 3 từ để miêu tả về cái mối quan hệ bên đó sẽ là 3 từ gì? Từ gì trời? Sao mà bên team mình đánh đánh sâu vào chuyện tình cảm của tôi quá vậy? Vậy thì tôi xin trả lời 3 từ đó chính là lòng vòng rồi nhạt nhòa. Có nhạt không? Nhạt lắm, nó chóng vánh lắm. Thật ra nó cũng một xíu về cái này đi, coi có nhạt kịch không. Gì vậy trời, không nhớ khúc này luôn nha, không nhớ khúc này luôn. Khúc mà lúc mà đang ngồi đợi ở trên Sapa, tự nhiên Isaac chạy tới hung em, rồi xong hung Dương Lâm. Là sao? Đó, nó là sao? Tôi cần một cái tên cho mối quan hệ này, tôi muốn có vị trí này kia nọ chứ không phải là một người qua đường như anh đã từng phát ngôn. Trời ơi, đừng có như vậy với tôi nữa. Đúng rồi, chắc bôi Tuấn Tài hả? Đúng rồi, chắc bôi Tuấn Tài Cần Thơ. Negip có thể nói một chút về phần trình diễn hôm nay của mình hay không ạ? Về phần trình diễn thì lần đầu tiên Negip muốn gửi lời cảm ơn đến ekip của The Masked Singer Việt Nam vì đã mời Negip đến đây để mà hỗ trợ cho ông Baby hát bài hát Ngủ Một Mình của mình, biến cho bài nhạc trở nên đẹp hơn rất là nhiều. Negip nghĩ là như vậy. Thì Negip đang cảm thấy rất là hồi hộp, rất là háo hức, rất là nhiều thứ trong người mình nó đang chạy vòng đây. Hy vọng là Negip sẽ mang được một phần trình diễn xuất sắc nhất có thể. Dạ. Đây là lần đầu tiên mà Negip hát Ngủ Một Mình với một người không phải hát ai. Vậy thì có điều gì đặc biệt không? Đặc biệt chứ. Negip bình thường Negip hát với lại Hiếu thứ hai là tông nam, nhưng đây là tông nữ thì Negip cũng có hơi rướng, Negip mất ngủ mất ăn tới bây giờ vẫn còn hơi hồi hộp đó. Negip nghĩ đó là những gì đang xảy ra trong mình. Nhưng mà hồi nãy là Negip có nói một chút là làm cho bài hát nó đẹp hơn. Những cái cảm xúc nha khi mà hát với Mascot và hát với Hiếu nó khác nhau như thế nào? Thì thật ra cả hai đều nó đều đẹp như nhau thôi, chỉ là khi mà một cái giọng nữ nó vào cái bài này cảm giác là nghe nó hoàn thiện, gọi là sao ta, nó nhiều thứ hơn, nó dồi dào cảm xúc hơn. Negip rất là thích giọng hát này. Là em út trong nhóm, vậy thì các anh có dạy cho skill rap nào? Negip nghĩ là không đâu, tại vì thật ra là mình là em út, cái vai em út thôi, chứ thật ra mình cũng không phải là người rap cuối cùng trong nhóm, cho nên là anh em hỗ trợ nhau thì có đó, anh em hỗ trợ nhau rất là nhiều chứ không. Nhưng mà thấy là Negip rất hay bày để cho các anh diễn tiểu phẩm đúng không? Cũng có, từ lúc Negip đi Hành Trình Rực Rỡ về thì Negip mọi người có nói là Negip hư hơn,
hư trong cái chuyện mình bày trò nhiều hơn, thì Negip cũng có nhận là có. Negip rất là hay rủ rê nhóm mình đi quay TikTok này kia nọ nhiều lắm. Vậy thì giải bài một xíu về cái clip mà đẩy thiếu hai xuống hiệu bơi rồi. Trời ơi, cái clip đó kịch bản có 5 phút thôi. Bốn ơi, cái này Hiếu, cái này. Ê, Cô Hiếu. Hiếu thứ hai. Nhưng mà chỉnh sửa là nguyên nhóm chỉnh mà Hiếu thứ hai đòi bị đẩy xuống nước. Vậy là mọi người hiểu lầm Negip. Đúng vậy, nhưng mà mình cho thêm nhiều tình tiết tình cảm vô trong đó. Mình vẫn là người ấy. Đáng lẽ là Hiếu thứ hai nói là cho mình ngã xuống hồ thôi, nhưng mà ví dụ lao ra ôm rồi đẩy xuống hồ là Negip đi. Đúng vậy, Negip ôm luôn Bonnie Chin, một bạn quay xuống hư điện thoại. Nói chung là cũng chục chặt nó đổi điện thoại rồi. Biệt danh Út Khờ của Negip bắt nguồn từ đâu và ai là người đầu tiên gọi Negip như vậy? Chính tôi tự kêu mình là Út Khờ. Nhưng mà thấy cũng không có khờ lắm. Đúng vậy, khờ ôm khôn. Nói chung là mình khờ, thật ra là cái tên Út Khờ nó là từ đầu nó là trong chương trình Hành Trình Rực Rỡ mà ra. Đó là tại vì mình là em Út trong nhà, rồi xong rồi mình khôn mấy cái không cần thiết thôi, còn mấy cái khôn mà cần thiết là không có. Đó thì cho nên là khờ là có nghĩa là mình không có biết gì trong cuộc đời này hết. Mấy anh chị dạy lại cho mình, mấy anh chị chỉ lại cho mình. Giống như anh Giang hay à, em làm vậy đi, đó này kia nọ, nó là gì. Chị có thể nhắc đến cái điều đó một xíu, là lần đầu tham gia thì Negip có nhìn ra được những cái phần mà mình cần phải cải thiện thêm. Trời ơi, mình nhìn rõ luôn đó, rõ lắm. Lúc mới bước ra chào thôi là đã thấy mình cực. Mình cần phải học hỏi thêm rất là nhiều trong giao tiếp, trong nói chung là nhiều cái kỹ năng mà mình còn thiếu lắm, cho nên là mình phải trau dồi. Vậy bây giờ khắc phục được bao nhiêu phần trăm? 72, tự nhiên trong đầu nó nhảy ra con số đó, vũ trụ ban xuống. Thì Negip không, mà mình cũng nghĩ là nó nằm ở cái mức đó. Quan trọng là mình tìm được bản thân mình muốn cái gì rồi, và mình hoàn thiện những cái sai của mình một chút. Thì Negip nghĩ là nó ok. Nếu có thể thay đổi một điều ngay lập tức thì sẽ thay đổi điều gì? Thay đổi điều gì ngay lập tức? Mình sẽ đổi tóc, cho mình làm tóc khác được không? Ngạc nhiên chưa? Hứa là gì? Sao mà trắng đen vậy? Hắc bạch công tử. Hôm nay quá là xinh. Nào, em đến đây để phỏng vấn chị hay là như nào đây? Chị phỏng vấn em. Chị phỏng vấn em. Ủa là em MC hậu trường, tại sao chị lại phỏng vấn em? Ủa có không? Em MC hậu trường. Là dạ, em không phải. Chào chị Bích Phương, hôm nay em. Em muốn hỏi là trang phục của chị có ý tưởng gì vậy? Chị vẫn là phong cách của ban cố vấn là phải hơi tươi mát một tí. Ờ, hơi tươi mát một tí. Đúng vậy. Vậy thì em hơi nóng quá. Em có thể tươi mát hơn, em có thể cởi trần. Thật như Negip và chị Bích Phương là hai cặp chị em khá là thân thiết trong Hành Trình Rực Rỡ. Có thân với chị ơi chứ chị không có thân với đúng rồi. Là chị Negip thân đơn phương. Từng đơn phương. Là chỉ có một mình tôi mới tự nghĩ là mình thân với lại tất cả mọi người. Nhưng mà Negip lại có một bùng binh khá là quằn quèo dữ. Tại vì nó cũng có bùng binh cho nên là nó mới đơn phương thân với chị. Chứ nếu mà không bùng binh thì là bọn chị đã thân với nhau rồi. Đúng vậy. Đúng vậy. Nhưng mà trước vậy đó thì chị Bích Phương có nói là muốn cho Negip hóa thành mascot cún con. Cún con hả? Không, đấy là chị thấy Negip giống cún con thôi chứ không phải là... Lại là cái con ti cấp màu đúng trắng rồi, mà... Đúng rồi, một con chihuahua ti cấp màu trắng là chị thấy Negip rất giống. Nhưng mà để làm mascot thì là chưa được, vẫn phải luyện tập thêm. Đó, đúng ý chị chưa? Là chihuahua ti cấp màu trắng. Rất, là rất nhỏ bé nhưng mà hay sủa wow. Trời ơi, thôi đi tới khúc này thôi, đừng có nói tôi sủa mà chị là... Bích Phương và Negip có phát hiện ra điểm gì mới sau khi thân thiết với nhau không? Khác lạ. Chị nói rất là nhiều. Nói nhiều không? Nói nhiều hơn rồi đó. Bây giờ mới tôi nói thôi. Tôi tự hào về chị. Tức là cái lúc đầu mà khi mà mới tham gia thì cả hai đứa đều như kiểu là bị cấm khẩu nhỉ, bị á khẩu. Tức cái buổi gặp đầu tiên là hai chị em gần như không nói được cái gì. Nhưng mà xong cái hành trình rất là dài, mấy chị em cùng tham gia chung với nhau thì là chúng tôi đã nói được, chúng tôi biết nói rồi. Còn lúc mới tham gia chương trình là hai chị em chị là chưa biết nói. Bây giờ mới biết nói. Phía Negip thì Negip nói rồi là chị Bích Phương chị nói nhiều hơn. Đó, chị hoạt ngôn hơn và chị duyên dáng hơn. Chắc là do cái dĩa bánh bèo. Bánh bèo bánh thần bèo. Kỳ của anh Giang. Chị thấy cũng phát huy tác dụng ở em. Chị thấy em cũng vậy. Nói chung là hề những mảng miếng trong cuộc sống. Còn rơi dụng thì là cũng hề. Đúng rồi, nói chung là cả hai đều phát triển rất là tốt ở mảng giao tiếp, nói chuyện, quăng miếng.
thì Negip nghĩ đó là một cái hiện tượng tốt. Đấy cũng là một cái bước tiến tốt cho hai chị bước em. Tiến tốt. Nói vui thế thôi chứ thật ra tôi nghĩ là cả hai chị em đều đã lớn lên rất là nhiều, học được thêm nhiều kỹ năng mềm ở trong cuộc sống. Gip thì Phương không biết, nhưng mà bản thân Phương là trước khi tham gia chương trình có rất nhiều thứ ảo tưởng về bản thân và cũng ảo tưởng về xã hội xung quanh nữa. Đúng. Bởi vì mình ở trong nhà nhiều á, nên đôi khi có nhiều những cái suy nghĩ mình mặc định nó là đúng cho đến khi mình trải nghiệm nó ở bên ngoài thì mình biết nó không phải như thế. Đúng rồi. Thế Phương thấy là nếu như để nói là lời nhất sau khi tham gia chương trình là biết Phương với Linh với Negip là lời nhất. Vì hai chị em là coi như là thôi nồi xong cập nhật rất là nhiều vốn sống đúng đã rồi, trở nên giao tiếp với xã hội một cách bình thường hơn được so với trước đây. Dạ, có một điều bất ngờ là mới đầu khi mà nhìn cái vai của hai người thì có nghĩ là sẽ hai người sẽ không hợp, nhưng mà mới coi tập mới nhất siêu hợp, mà có rất nhiều cái cảnh mọi người cắt ra rất là dễ thương á. Thì cái điều gì đó tạo nên sự hòa hợp? Thật ra là chị nghĩ là chị với Gip thì là bọn mình cũng hợp nhau mà đúng không? Chẳng qua là bọn chị không kiểu dạng như là bọn chị chơi với nhau, nhưng mà những cái lúc mà kiểu phải thể hiện ở trên set vân vân các thứ thì kiểu như là hai chị em đều hơi thụ động một tí đúng cho rồi. Nên là có thể là không thể hiện nhiều trên hình, chứ còn thực ra ở ngoài hai chị em nói đúng chuyện rồi. Với nhau cũng thế. Nói chung là tụi tôi cũng đã chán với việc mà nói là trên set nhìn vậy thôi, chứ ở ngoài đời chơi với thân rất là thân này kia nọ thì tụi tôi thực hiện chuyện đó luôn. Trong tập mới đó là tụi tôi tỏ ra rất thân, nhưng mà đơn phương là Negip thân với chị đó, còn Bích Phương không thân với Negip kiểu vậy. Phương lạnh lùng, chị đùa đấy, thật ra mình quý nhau mà. Quý mà sao này hả? Sao mà Pháp Kiều đúng không? Pháp Kiều ok là đấy, chị thấy là chị thích một... chị em dâu vậy không? Các thì chị thấy cái các này cũng là bình thường thôi, thật ra so với văn phòng của thật ra văn phòng của Negip với những người đàn ông khác ở trong chương trình Hành Trình Rực Rỡ thì nói cũng gì? Là cái văn này. Cho nên là văn này thì có cảm giác như là Negip áp dụng với tất cả các người đàn ông có mối quan hệ xung quanh Negip là trời đều ơi. Nói chuyện với văn này. Cho nên là chị thì chị không có cảm xúc gì, chị thấy rất bình thường. Còn Negip thì sao? Negip vì sao lại chọn cảnh đó là bản gì? Không biết nữa, tất cả chỉ là cảm xúc thôi, cảm hứng thôi. Tại vì cảm thấy Trapboy Tấn Tài đối xử với tôi quá tệ bạc. Cho nên là tôi chỉ muốn trả thù thôi. Ủa vậy sao chị không thấy Tấn Tài làm vậy với mọi người luôn đi? Tấn Tài còn làm vậy với chị nữa. Thật là bụng bính quá đi. Không, chị chỉ là bình vôi thôi. Chị chỉ là một nữ phụ mờ nhạt ở trong bộ ngôn tình nào đấy. Chứ thật sự là chị không phải là nhân vật chính. Thì chị chứng kiến mọi người ấy. Rồi là quét quét rồi đấy. Trang bảo Tấn Tài rất là ok. Nói chung là một người đàn ông chan hòa trong cuộc sống, có tình yêu bao la. Được rồi. Bông hoa này là của Trung.